Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Bạn thân mến, theo bạn thì sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là gì? Chắc chắn là bạn sẽ trả lời rằng người giàu có nhiều tiền, nhà cửa, xe hơi, còn người nghèo thì không. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi bạn ạ. Bạn có từng nghe qua câu chuyện công tử Bạc Liêu đốt tiền để nấu trứng không ạ? Khi còn trẻ thì ông ấy có rất nhiều tiền, nhưng mà cuối đời ông ấy lại chết trong sự nghèo khổ. Cho nên nếu như căn cứ vào tiền để xác định họ là người giàu thì chưa chắc. Có một nhà kinh doanh nói rằng, ngay cả khi bạn biến một người giàu thành một người nghèo rất mộng tơi, anh ta có thể giàu có trở lại trong một thời gian ngắn bằng tư duy của chính mình. Cho nên sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo nằm ở chính tư duy của họ. Điều này khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người cho rằng hầu hết các nhà triệu phú, tỷ phú trên thế giới này đều là người đứng sẵn ở vạch đích, được nâng đỡ hay được thừa hưởng tài sản mà trở nên giàu có. Nếu nói như vậy thì chúng ta đã phủ nhận mọi nỗ lực của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Bầu Đức hay là Phạm Nhật Vượng. Bởi lẽ họ đều xuất thân từ gia đình nghèo khó. Chính cái nghèo khó ấy đã thúc đẩy họ buộc phải làm giàu và buộc phải thành công. Vậy bạn có muốn biết tư duy của người giàu như thế nào không? Họ có suy nghĩ gì khác với người nghèo? Mời bạn cùng tìm hiểu trong video này nhé! Sự khác biệt đầu tiên đó là về cách sử dụng đồng tiền. Một trong những sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo đó là người giàu luôn biết cách để tiền sinh lời. Thực tế, giá trị đồng tiền có thể thay đổi theo thời gian do nhiều yếu tố tác động như lạm phát. Người giàu hiểu được những vấn đề trên, vì vậy họ luôn có những kế hoạch đầu tư để tiền đẻ thêm tiền. Họ mạnh dạn trước những cơ hội để kiếm tiền. Còn người nghèo thì rụt rè, lười tìm hiểu cách đầu tư, chỉ muốn yên phận. Vì vậy, họ mãi không có bước tiến nào mới. Tiết kiệm tiền không bằng kiếm tiền. Kiếm ra tiền mới dám tiêu tiền. Tiết kiệm nhiều không phải là cách để giàu lên. Nhiều người chỉ thấy than vãn về việc thu nhập thấp mà không thấy đề cập đến việc họ đã làm gì để tăng thu nhập lên. Chỉ vì thế mà cuộc đời của họ cứ dậm chân tại chỗ với mức thu nhập 5-6 triệu một tháng. Thực tế cho thấy, những người dám tiêu tiền, có tham vọng giàu sang thì họ sẽ có động lực để kiếm tiền. Thay vào đó, hãy đổi mới tư duy, luôn tự tạo cho mình những cơ hội kiếm tiền mới để tiền đẻ thêm tiền. Warren Buffett từng nói, nếu không thể tìm cách kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến lúc chết. Đó là lý do người giàu luôn luôn đầu tư và không ngừng tìm cách đầu tư. Kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ, đó chính là đầu tư. Và Warren Buffett chính là một nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới. Sự giàu có của ông chính nhờ vào việc kiên trì đầu tư suốt 80 năm qua. Đôi lúc thì người giàu cũng gặp phải những rủi ro trên con đường đầu tư, nhưng họ sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ có suy nghĩ thỏa mãn với số tiền đã kiếm được. Người giàu hiểu được rằng tiền để không là tiền chết, và chỉ có đầu tư mới là cách giúp tiền sinh sôi nảy nở và không ngừng tăng lên theo thời gian. Đó là lý do vì sao mà người giàu ngày càng giàu hơn và thảnh thơi hơn. Chắc là bạn đang thắc mắc là người giàu đầu tư gì để có nhiều tiền phải không ạ? Đơn giản lắm, họ sẽ đầu tư vào những điều sau. Thứ nhất, đầu tư vào kiến thức. Một tư duy sai lầm của người nghèo là luôn cảm thấy tiếc tiền khi cần đầu tư cho bản thân, cho những khóa học để mình phát triển hơn. Nhưng mà có lẽ họ không nghĩ rằng trình độ của một người sẽ phản ánh thu nhập mà người đó mang về. Việc liên tục học hỏi, trang bị thêm kiến thức cho bản thân sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc và định hướng phát triển của bạn. Vì vậy, đừng bao giờ cảm thấy tiếc tiền cho việc đầu tư kiến thức. Chính Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, những nhà tỷ phú trên thế giới, dù đã thành công nhưng họ vẫn duy trì thói quen đọc sách và cập nhật kiến thức mỗi ngày. Thứ hai, đầu tư vào sức khỏe. Người giàu hiểu rằng không có sức khỏe thì sẽ không có gì cả, vừa không đủ sức kiếm tiền, vừa không thể tận hưởng số tiền mình kiếm ra. Bạn nghĩ xem, nếu một ngày bạn phải nằm viện thì bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền? Tất cả số tiền mà bạn đã tích góp bấy lâu sẽ dễ dàng mất đi nhanh chóng. Người ta vẫn nói, chiếc giường đắt nhất thế giới chính là giường bệnh. Vì thế, người giàu tuy làm việc chăm chỉ, nhưng họ luôn có chế độ chăm sóc sức khỏe khoa học vì ý thức rõ về tầm quan trọng của sức khỏe. Thứ ba, đầu tư vào ngoại hình. Nếu bạn để ý, những người giàu ăn mặc rất giản dị, nhưng họ rất chỉnh chu mỗi khi xuất hiện. Làm đẹp về ngoại hình cho bản thân không chỉ giúp tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn, tự tin hơn trong giao tiếp, trong công việc, mà còn giúp bạn nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, những người bạn tiếp xúc mỗi khi ra đường có thể là người sẽ mang đến cơ hội làm giàu cho bạn. Cho nên,
Nếu bạn lôi thôi thì họ sẽ đánh giá ngay bạn là người không cẩn thận và khó có thể yên tâm để hợp tác, giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn không cần phải mua sắm những đồ vật đắt tiền ngoài khả năng. Bạn chỉ cần đẹp nhất trong khả năng có thể. Thứ tư, đầu tư vào các mối quan hệ. Tục ngữ có câu, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Tỷ phú Lý Gia Thành cũng khuyên rằng, khi bạn nghèo thì hãy ra đường nhiều hơn, khi bạn giàu có thì hãy ở nhà. Trong thời buổi quan hệ là tiền tệ, việc bạn đầu tư vào việc kết giao với những người giỏi hơn mình là cực kỳ hữu ích. Các mối quan hệ ấy rất quan trọng nếu bạn bước đi trên con đường kinh doanh. Việc dành thời gian để đầu tư vào các mối quan hệ chưa bao giờ là thừa cả. Tom Carlyle nói rằng, có đến 79% doanh nhân thành công sẽ dành 5 giờ trở lên mỗi tháng để kết nối quan hệ xung quanh. Sự khác biệt của người giàu và người nghèo là người giàu luôn biết kết nối và tạo ra những mối quan hệ chất lượng giúp ích cho họ. Những mối quan hệ sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thư giãn, chia sẻ kinh nghiệm sống và tất tần tật những gì họ cảm thấy đúng. Từ đó giúp bản thân có thể đúc rút được nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Đặc biệt, việc củng cố các mối quan hệ làm ăn, bạn bè sẽ có ích rất nhiều trên con đường phát triển của mỗi cá nhân. Có quan hệ sẽ giúp bản thân bớt vất vả hơn rất nhiều. Ngoài 4 lĩnh vực đầu tư cơ bản trên, thì người giàu sẽ dùng tiền để mua tài sản. Nghĩa là họ sẽ mua cổ phiếu, trái phiếu, nhà đất, tiền ảo. Những sản phẩm có khả năng làm số tiền của họ nảy nở theo thời gian. Tuy nhiên, muốn đầu tư thì phải có kiến thức và am hiểu kỹ về lĩnh vực đó. Bởi vì đầu tư khác với việc chơi bài bạc, vé số. Nó không có khái niệm hên xui mà phải có căn cứ và kế hoạch rõ ràng. Vậy bạn đã dùng tiền đầu tư vào một trong các lĩnh vực trên chưa? Hay vẫn còn e dè và nghĩ điều đó sẽ làm bạn mất tiền? Nếu bạn có ý nghĩ như thế thì hãy tập thay đổi nhé. Vì bạn muốn giàu thì hãy bắt chước cách mà người thành công đã làm giàu như thế nào. Sự khác biệt tiếp theo là thái độ đối diện trước hoàn cảnh khó khăn. Những người giàu có cho rằng phải tự làm chủ vận mệnh của mình, trong khi số người nghèo không nghĩ như vậy. Đối diện trước những khó khăn, thất bại, người nghèo hay than thở là vận mệnh bản thân không tốt. Không có cha mẹ giàu có, mà trong số những người giàu thì rất nhiều người đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ tin rằng tiền bạc của cải phải dựa vào bản thân tự tạo nên. Bên cạnh đó, mỗi lần mắc sai lầm, việc đầu tiên người nghèo nghĩ đến chính là tìm lý do thoái thác trách nhiệm của bản thân. Họ sẽ tự đặt ra rất nhiều giả thuyết để làm an ổn lòng mình, để họ cảm thấy bản thân thật sự không có lỗi. Điều này vô tình khiến họ thụt lùi lại, không nhận ra thiếu sót của mình để sửa chữa và học hỏi thêm điều mới. Đối với người giàu, họ không làm như thế. Họ luôn có trách nhiệm với lời nói và hành động của bản thân. Người giàu thường tự tin nhưng lại không ngừng học hỏi và luôn sẵn lòng nhận sai để học hỏi từ người khác. Họ không giấu cái dốt của mình mà luôn cập nhật kiến thức mới, làm mới bản thân để phù hợp với xu hướng thị trường, nâng cao năng lực và phát triển công việc của họ. Suy cho cùng là con người thì ai cũng sẽ từng ít nhất một lần mắc sai lầm, chịu đứng ra nhìn nhận và thay đổi thì mới ngày càng tốt hơn được. Những người giàu thành công thực thụ, họ hiểu rất rõ đạo lý này. Ngoài ra thì những người nghèo luôn mang tâm lý tự ti, lo được, lo mất và lúc nào cũng mang trong mình suy nghĩ, tôi không làm được. Từ đó không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Cứ như vậy đi làm bao nhiêu năm vẫn không khá lên được. Một công việc nhẹ nhàng và không có quá nhiều thách thức ắt hẳn sẽ không thể mang đến cho bạn thành công hay thu nhập như mong đợi. Ngược lại, người giàu biết bản thân là ai, cần gì, họ luôn sẵn sàng nhận lấy phần việc khó nhằn và nỗ lực để hoàn thành công việc đó. Người giàu không có suy nghĩ tự ti hay là xấu hổ khi thất bại. Họ chỉ hướng tới kết quả và một khi thất bại, họ sẽ nỗ lực để biến thất bại đó trở thành động lực để phát triển bản thân hơn nữa. Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm. Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. Nó chết dần, chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng ống, trĩu hạt.
nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Qua câu chuyện này, chúng ta hãy nhớ đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân. Ngược lại, hãy bước ra ngoài, chịu cực khổ, chịu thất bại. Và rồi, một ngày bạn sẽ gặt hái những điều xứng đáng cho những gì bản thân đã bỏ ra. Sự khác biệt kế tiếp là cách sử dụng thời gian. Người giàu luôn hiểu rằng thời gian là vàng, là bạc, và thời gian trôi qua thì không thể lấy lại được. Do đó, người giàu luôn biết cách quản lý thời gian hợp lý, tối ưu 24 giờ trong ngày cho những công việc mà họ muốn thực hiện một cách tốt nhất. Người giàu sẽ sử dụng các công cụ hỗ trợ như To-do list, app quản lý để đảm bảo mỗi việc cần làm sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian quy định. Trong khi đó, người nghèo thường để thì giờ trôi qua vô ích và không biết cách phân bổ thời gian hợp lý, khiến họ lúc nào cũng vội vội vàng vàng, bận rộn với đủ thứ việc, nhưng mà hiệu quả công việc lại không cao. Đơn cử là thói quen vừa làm việc vừa tám chuyện hay lướt điện thoại khiến cho sự tập trung bị giảm sút, vừa tốn thời gian, vừa không hiệu quả. Thay vì chồng chéo công việc và giải trí, phân chia rõ ràng sẽ giúp bạn quản lý thời gian một cách tốt hơn. Cuối cùng là sự khác biệt trong cách làm việc. Người giàu luôn coi việc giữ chữ tín là tôn chỉ sống hàng đầu. Việc giữ chữ tín không chỉ thực hiện với những người xung quanh mà còn được thực hiện với chính bản thân họ. Giữ chữ tín đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nó không chỉ giúp bạn tạo dựng uy tín, trở thành người có tiếng nói, đáng tin cậy trong mắt những người xung quanh, mang đến cho bạn những mối quan hệ bền vững, giá trị. Giữ chữ tín còn giúp cho cuộc sống, công việc của họ trở nên hiệu quả hơn khi mọi mục tiêu bạn đưa ra đều được thực hiện đúng như lời hứa. Ngược lại, người nghèo lại quen với việc thất hứa, thường xuyên cảm thấy việc không thể thực hiện theo đúng như lời đã nói là chuyện bình thường. Họ hay tặc lưỡi cho qua mỗi lần thất hứa. Chính vì thói quen này khiến hình ảnh của họ trong mắt người khác bị giảm sút. Mọi mục tiêu đặt ra đều không thể thực hiện được. Trong một lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười. Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không? Ông nói, trước hết hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ, một người nào đó trúng xổ số hoặc là thắng bạc, ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm. Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ, hầu hết các doanh nhân, họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình. Và với tôi, đó chính là sự giàu có. Nói một cách đơn giản, người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền. Nếu bạn thấy một người trẻ cố định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta là một người giàu có. Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo. Người giàu chúng tôi tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công. Người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh. Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó. Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng mà hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí. Đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp. Đối với họ, đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền. Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng. Một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền, anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng. Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc, nhưng mà thực tế, người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền. Để cảm ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm thì anh đi học. 3 năm sau, anh được đề cử làm giám đốc khách hàng. Và 10 năm sau, anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này. Dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào. Lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu giếm số tiền không thể đem lại. Những suy nghĩ khác của người giàu mà bạn nên học. Sự giàu có xuất phát từ năng lượng và ý tưởng. Tiền bạc giống như lá được sinh ra từ những cái cây. Và ý tưởng chính là những cái cây sinh ra tiền bạc. Trong cuộc sống, để đạt được thành công, bạn phải trải qua muôn vàn khó khăn
và luôn cần phải tìm ra ý tưởng để giải quyết vấn đề. Trong khi người nghèo cho rằng tiền bạc là một thứ thiêng liêng và rất khó để có được, thì người giàu tin rằng tiền sẽ sẵn có ở mọi nơi và việc kiếm tiền chỉ đơn giản là bạn giải quyết được những vấn đề khó khăn. Họ cũng tin mỗi người sinh ra đều có cơ hội ngang nhau để trở nên giàu có. Nếu ai đó nói với bạn rằng tiền bạc là nguồn gốc của quỷ dữ, hãy tránh xa người đó ra. Tư tưởng đó không thể giúp bạn làm giàu được lâu. Người bình thường hay nghĩ rằng người giàu may mắn và không đáng tin. Do đó, họ cũng cho rằng đam mê tiền bạc là nguồn gốc của quỷ dữ và mọi tội lỗi. Kết quả là người nghèo không dám lại gần với những cơ hội kiếm tiền. Thật ra thì chúng ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều với tư tưởng từ hình ảnh người giàu là kẻ xấu, giả tâm và người nghèo là người lương thiện, hiền lành thông qua các câu chuyện cổ tích, những bộ phim về phú hộ, nông dân. Điều này rất là phiến diện. Trong thực tế, bạn thấy rằng những người giàu đóng góp rất nhiều cho lợi ích của xã hội, còn người nghèo thì dễ sa vào con đường tội lỗi hơn. Nếu bạn không thay đổi cách nhìn nhận này, nghĩ tiền là tội lỗi và người giàu là kẻ xấu, nên không muốn tiếp cận họ để học hỏi những điều hay ho, thì con đường làm giàu của bạn còn rất xa vời. Nói đi thì cũng phải nói lại, không phải người giàu nào cũng tốt, cũng làm ăn chân chính. Cho nên bạn cũng phải chọn người tốt để kết giao và học hỏi. Sự giàu có không phải là con đường dễ dàng, sự sợ hãi sẽ khiến bạn nghèo mãi. Người bình thường luôn có một tuổi thơ êm đềm và được cha mẹ dạy phải tránh xa những rắc rối, bởi vì cuộc sống có đầy rẫy những cám dỗ và nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế là cuộc sống không bao giờ êm ả như chúng ta kỳ vọng. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn cần phải chấp nhận trưởng thành từ những đau thương. Đừng sợ hãi mắc phải sai lầm. Không có con đường nào trải hoa hồng dẫn đến sự giàu có. Bạn phải biết chấp nhận và vượt qua khó khăn làm nhân viên văn phòng. Lúc nào chị cũng than là lương mỗi tháng không đủ xài thì biết sao mua được căn nhà. Thế tôi khuyên chị nên tìm cách tạo ra nguồn thu nhập khác. Tôi đã kể chị nghe về người bạn của tôi. 5 năm trước, nó chẳng có gì trong tay. Đến giờ thì có mấy căn chung cư cho thuê. Nó nói rằng, tớ đã dành mãi được 400-500 triệu rồi đi đầu tư vào dự án chung cư trả góp. Một căn hộ chung cư trị giá 2 tỷ, mình chỉ cần đặt cọc mấy chục lúc họ mở bán. Khi dự án ngoi lên khỏi mặt đất đã có giá 2,2 tỷ. Khi dự án cất nóc, nó lên 2,5 tỷ. Khi bàn giao căn hộ, nó tăng lên 2,8 tỷ. Đại loại là như vậy, cứ mua chỗ này bán chỗ khác, đổ tiền một căn là tớ giữ lại, rồi lấy một phần tiền còn lại đi đầu tư. Và như vậy, 4-5 năm vừa rồi, tớ mua được chục căn. Nghe xong, chị bĩu môi. Ôi, đó là nó may mắn, chứ lỡ mà gặp phải dự án ma, có mà đi tai chú ơi. Tôi đáp lại, sao người ta không gặp ma mà chị là gặp ma? Nếu chị cứ sợ ma thì sẽ còn gặp ma nhiều nữa. Và con ma nó sẽ lẩn vẩn theo chị cả đời. Đó là bóng ma nghèo đói, chậm tiến và lạc hậu. Mà biết không, cuộc sống của mình là do mình tạo nên và kiểm soát nó. Đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận, cho rằng mọi thứ đã được an bài. Hãy đặt mục tiêu người khác làm được thì mình cũng làm được mà phấn đấu. Việc đầu tư kinh doanh chỉ đầy rủi ro nếu như người đó không có kiến thức. Còn với người đã chịu đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu thì điều này chẳng có gì quá đáng sợ. Chấp nhận bỏ lợi ích trước mắt, thu về lợi ích lớn hơn sau này. Chuyện là một chàng thanh niên mới ra trường với khát khao làm giàu. Anh đã khởi nghiệp và thất bại ê chề. Quyết tâm tìm ra nguyên nhân về cách làm giàu của những tỷ phú, anh đã tìm mọi cách để gặp gỡ thần tượng của mình là tỷ phú Rockefeller. May mắn, chàng thanh niên đã có thể gặp gỡ được ông. Đối diện với chàng trai chưa từng biết đến, Rockefeller tò mò hỏi lý do đến thăm. Chàng trai sốt ruột nói, xin chào, tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi của ông từ lâu rồi. Ngày hôm nay mạo muội đến đây cũng vì muốn hỏi ông cách trở thành tỷ phú. Tôi thực sự muốn tiến bộ và trở thành người giống như ông. Nghe đoạn, Rockefeller đã mời anh chàng trẻ tuổi vào nhà. Trong khi chàng trai chưa hết thẫn thờ trước sự xa hoa trong ngôi nhà của ông, Rockefeller nói với anh, hôm nay người giúp việc ở nhà được nghỉ phép cả rồi, tôi lại không biết thức ăn để tiếp đãi đặt ở đâu. Tuy nhiên, tôi tìm thấy một quả dưa hấu, mời cậu ăn nhé. Nói xong, Rockefeller cắt dưa hấu thành 3 miếng với kích thước khác nhau. Ông nói với chàng trai trẻ, trước khi ăn, tôi muốn hỏi cậu một câu. Nếu 3 miếng dưa hấu này tượng trưng cho những lợi ích khác nhau mà cậu có thể nhận được trong tương lai, cậu sẽ chọn miếng nào? Người thanh niên rất nhanh nhẩu, không do dự, cầm miếng to nhất trong 3 miếng, trong khi Rockefeller chọn miếng dưa hấu nhỏ nhất. Họ bắt đầu ăn cùng lúc, trong khi người trẻ đó vẫn đang ăn miếng dưa hấu to
thì Rockefeller đang hết miếng dưa hấu nhỏ nhất và ăn cả miếng còn trên bàn. Lúc này thì chàng thanh niên bỗng hiểu ra ẩn ý mà Rockefeller muốn truyền tải. Còn bạn, bạn có hiểu dụng ý của vua dòng mỏ này hay không? Để tôi giải thích cho bạn nghe nhé. Trong 3 miếng dưa hấu có kích thước khác nhau, đại đa số mọi người sẽ ham ăn miếng to nhất. Nhưng mà thật ra, 2 miếng dưa hấu nhỏ của Rockefeller cộng lại còn nhiều hơn cả miếng mà chàng trai đã chọn. Câu chuyện chưa kết thúc. Sau khi họ ăn hết dưa hấu, Rockefeller đã kể cho chàng thanh niên nghe kinh nghiệm trưởng thành và tư duy làm giàu của mình. Nếu muốn thành công, ta không phải chỉ đi tìm những lợi ích lớn nhất, mà nên học cách lựa chọn và từ bỏ những lợi ích trước mắt để nhìn nhận về lâu dài, nhằm thu được nhiều lợi ích hơn. Đây chính là con đường đi đến thành công của tôi, ông tiếp. Tại sao lại có khoảng cách giữa người nghèo và người giàu? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Nhưng mà theo tôi, những tác nhân tạo ra khoảng cách giàu nghèo bao gồm năng lực cá nhân, tư duy, tầm nhìn, sự may mắn. Và quan trọng nhất chính là tầm nhìn. Nguyên nhân khiến nhiều người nghèo không chỉ không thể thay đổi hiện trạng mà còn ngày càng nghèo đi, không hẳn là do họ không làm việc chăm chỉ hay họ không biết cách đầu tư, mà vì họ chỉ tập trung vào lợi ích sinh tồn trước mắt, thích tính toán chi li những điều nhỏ nhặt. Người giàu cũng sẽ tính toán về lợi ích trước mắt, nhưng đồng thời họ có tầm nhìn dài hạn, không chỉ giới hạn hạn hẹp ở hiện tại. Khi họ thấy rằng tiến lên sẽ thu về hơn, họ có thể không do dự, từ bỏ những lợi ích hiện thời. Suy cho cùng, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải nhìn xa. Sự tạm thời sẽ trở nên vô ích trong các... Bạn thân mến, có một câu nói rằng, suy nghĩ tạo nên hành động tạo nên thói quen tạo nên tính cách tạo nên số phận. Nghe qua những sự khác biệt về người giàu và người nghèo trên, bạn đã thấy rằng, để đạt được sự thành công, không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có, mà cần phải bắt đầu từ thói quen và suy nghĩ trong công việc và cuộc sống. Hy vọng video này đã mang lại những điều hữu ích cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.